ngày qua. Tổn thức mang dù em hương thơm về đêm. Ai em đâu là em? Oh oh. Lạc vào giữa muôn loài hoa, tay trong tay cùng qua. Ta không cách xa, bao ngần mây anh vẫn qua. Vì nàng xóa tan bao buồn đau, cách em đã muôn màu. Xóa tan bao u sầu, nụ cười vui ta có nhau. Sẽ chia bao ngọt ngào, nụ hôn này đã trao. Nuôi thêm bao diệu kỳ, tình anh chẳng khác đi. Ừ thì anh đã mơ về nàng người con gái đã yêu ngỡ ngàng. Nàng ta như lá ngóc cánh vàng cần nâng niu trước khi lùi ta. Ừ thì anh đã mơ về nàng người con gái đã yêu ngỡ ngàng. Nàng ta như lá ngóc cánh vàng cần nâng niu trước khi lùi ta. Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn nha. Hôm nay thì cập nhật một số cái hàng mới. Hàng này là của AP anh em nha. AP STD 1004 anh em nha. Vừa cập nhật về cho anh em chơi Tết anh em nha. Đối với dòng cục đẩy này thì hàng nhập khẩu chính hãng của công ty Tân Cường đấy, được phân phối tại bên Audio. Thì đối với cái cục đẩy này thì nó là cái hàng công suất lớn anh em nha. Hàng đẩy 4 kênh. Mỗi một kênh của nó ra là 1000W một kênh ở 8 ohm anh em nhé. Bây giờ mình sẽ bóc một cục ra cho quý vị các bạn cùng xem. Đó là hàng mới về nguyên thùng, nguyên đai nguyên kiện anh em nhé. Một số thông tin nhập khẩu đã được dán ở trên này. Đầy đủ hết anh em nhé. Rồi em sẽ táo cho anh em xem. Đây em đã bóc cho anh em xem rồi nhá. AP này 1004 anh em nhé. 4 kênh anh em nhé. Con này là mặt gương rất là đẹp, rất khỏe, tiếng rất là hay trong phân khúc này anh em nhé. Phân khúc 4000W đấy. Đây tem Tân Cường đầy đủ anh em nhé. Tem nhà máy này, tem Tân Cường này. Cái tem trên nóc này là được sản xuất năm 2022 đấy. Sản xuất năm 2022 anh em nhé. Đấy. Đầy đủ hết cho anh em luôn. Con này chạy rất là khủng. Bây giờ sẽ cho anh em xem nội thất và thử cho anh em nghe chất âm nhé. Đối với cái dòng này thì cái đầu vào tín hiệu của nó là có cả đường link anh em nhé. 4 đường vào này, 1, 2, 3, 4 này. Sau đó 4 đường link, 1, 2, 3, 4 này. Đường ra thì có cả cổng vặn xoáy cho anh em dùng gia đình này. Hoặc là cổng khóa dạng new trick này, cổng Spectrum ấy, cho anh em chơi sự kiện. Đối với dòng này thì anh em chơi thoải mái luôn. Bán rất là nhiều rồi anh em nhé. Tiếng rất là hay, khỏe, bền. Rồi dành cho em đầu tư để mình chơi, kể cả trong gia đình, phòng hát, hoặc là anh em chơi sự kiện. Rất nhiều các sự kiện đã tậu lên con này để chơi. Thứ nhất là an tâm, cái thứ hai là về chất âm, đó là tuyệt vời. Đấy, là bảo hành 1 năm anh em nhé. Rồi, ok. Ok, đây là bên trong nội thất của em đẩy AP anh em nhé, STD đời 2022. Mời quý vị các bạn cùng xem. Đấy. Bên trong là một chiếc mồn xuyến rất là to. Đây, con này là được bọc dù rồi nha anh em nhé. Bọc dù nhá. AP. Đấy, bên là bộ nguồn. Dây được bọc rất là tỉ mỉ nhá. Đây là phần tụ nguồn. Tụ nguồn thì sẽ có 16 con tụ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16. Và nó chạy dung lượng là 80V, 1800 anh em nhé, 1800W, AP. Đây anh em nhé, tụ đều dập AP hết anh em nhé. Hai thanh nhôm tản nhiệt hai bế đều có logo AP và chữ ký anh em ạ. Đây, chữ ký. Đây. Đây. Con này là chạy sò NZ anh em nhé, NZ. Chạy sò NZ này. Chở xịn anh em nhé, chở xịn 5W. Đấy. Mạch màu đen.
cảm biến các thứ trên này hết nhé. Đều được vít để ở trên này và có một tính miếng nhôm đây, những đèn kích này bù áp ở trên này hết nhé. 2, 4, 6, 8 là 32 sò một vế, bên này 32 là 64 anh em nhé, 64 sò. Mỗi một sò, mỗi một kênh như này, mỗi một kênh như này thì nó sẽ chạy một một vế trên này nhá, vế trên vế dưới. 16 sò một kênh. Quá đẹp anh em nhá, quá chất luôn. Hàng hãng cho nên là anh em yên tâm về chất lượng. Cho mình tháo ở đây cho anh em xem, là những em nào muốn xem về nội thất thì mình tháo cho anh em xem thôi. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ test chất âm cho quý vị các bạn cùng nghe. Xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi. Ok, bây giờ sẽ thử cho quý vị các bạn nha. Chạy. Quý vị các bạn vừa nghe xong bên em test cái cục đẩy này, cục đẩy AAP hàng 4 kênh em nha, với công suất cao nhất của nó là 1000W một kênh, mã đời cao nhất STD1004 anh em nha. Đối với cục đẩy này thì đang bán tại Nghĩa Đô với giá là 11.500.000 anh em nha, 11.500.000 một con. Đây, hàng bảo hành chính hãng 12 tháng của Tân Cường anh em nha. Ok, anh em nếu có yêu cầu thì hãy liên hệ đến Nghĩa Đô để đặt hàng những cái sản phẩm mà anh em thấy ưng ý nhất anh em nha. Đến đây thì Nghĩa Đô xin chào tạm biệt quý vị các bạn vào những video lần sau. Xin chào quý vị.